Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Đó, thì hôm nay em giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô máy. Thì cái lô máy này giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển là tầm khoảng 30 ngàn đến 40 ngàn một đơn cho đơn máy. Đó. Rồi, em giới thiệu tất cả cô chú anh chị con máy đầu tiên. Máy đầu tiên này là con máy ngang tay phải. Con này Made in Korea nha. Đó, hãng của nó hãng Sina. Hãng Sina, thương hiệu nội địa của ông Korea. Spinner 1000. Tay phải nha, quay nói chung khá là êm. Quay khá êm nha. Đó, lược cước còn rất là ngon luôn nè. Ngoại hình khá là ok. Rồi con máy này mã số của nó 1278. 1278 giá 230.000. 1278 giá 230.000. 1279. 1279 này con Itkin VFBO 30, size nó size 2500. Made in Korea. Thân nồi tay quay và carbon pha nha. Quay khá là êm. Mô bình sống. Gạt cước ngon lành luôn. Đó, quay rất êm. Chế độ 2 chiều. Cước số 2 đường 150m, 3 đường 100m, 4 đường 80m nha. Rồi con máy mã số của nó 1279. Giá của nó là 1. Giá của 1279 là 150.000 nha. 1279 150.000. Đó. Rồi tới máy 1280. 1280 này là một con hãng nó hãng Tactic Android Fly 30GD. Size nó size 2,5. Made in Korea. Quay rất là êm. Quay rất êm nha. Đó, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bình sống. Gạt cước ngon lành luôn. Đó. Rồi. Rồi cho anh em xem thông số luôn nha. Con này mã cước số 2 được 220m, số 3 được 145m, số 4 được 110m nha. Đó, mã số con này là 1280. 1280 này giá cũng là 150.000 luôn. Ờ, 1280 giá 150.000 nha. Rồi tới máy 1281. 1281 này con Shimano Tomoro RTX 500, size 500 nha, size mini. Thân nồi carbon tay quay kim loại, Made in Korea. Quay khá là êm. Êm mượt, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bình sống. Đó, carbon nha cô chú anh chị. Cước số 2 được 70m, 3 được 50m. Đó, ngoại hình khá là đẹp. Rồi con máy này mã số của nó là 1281 giá 160.000. 1281 giá 160.000. 1282. 1282 này một con hãng của nó hãng Tactic Android. Đó, Tactic Android nha. Ở TH1000, size nó size con này ghi 1000 với size tương đương 1500 á, nó lớn hơn 1000 chút, không để mắt in. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại. Quay khá là êm. Đó, quay khá êm. Chế độ 2 chiều. Rồi, quay chế độ 1 chiều. Rồi, thông số cước thì nói chung con này chạy hết rồi nha, không có thông số cước, mô bin sống. Nồi xoay không kêu nè. Đó, gạt cước ngon lành luôn. Rồi con máy này mã số 1282 giá 160.000. 1282 giá 160.000. Tới máy 1283. 1283 này một con Longcat Suta EFG40. Size nó size 4000 nha. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay cũng bằng carbon luôn, carbon pha nha. Con đuôi chuột quay rất là êm, mô bin sống nè. Gạt cước ngon lành luôn nha. Đó, chế độ 2 chiều. Rồi, qua chế độ 1 chiều nè. Rồi, cho anh em xem thông số luôn. Con này ratio của nó 4.6. Cước 3 được 220m, số 4 được 180m, số 6 được 100m nha. Rồi mã số 1283 giá 170.000.
1283 giá 170.000. Rồi tới máy 1284. 1284 này là một con Ryobi MR20, size nó size 2000, made in Japan nha. Thân nồi tay quay bằng kim loại nha. Đó, quay khá là êm mượt. Con này màu vàng nhìn nó cũng độc, mà chày nhiều nha. Đó, quay rất là êm luôn, chế độ 2 chiều nè. Rồi qua chế độ 1 chiều nha. Bobin sóng, gạt cước ngon lành. Ngoại hình khá là ok. Rồi con máy là mã số của nó 1284 giá 200.000. 1284 nha. Cước số 2 được 290m, 3 được 200m và 4 được 130m nha. Rồi 1200.000, 1284. 1285. 1285 này một con hãng của nó, hãng Gozabin 40. Size con này là size tương đương 4000 của Shimano nha. Tương đương Shimano 4000 đời mới bây giờ, mấy con AX, FX, Anod 4000 á nha. Bộ bình sóng. Cước số 3 đường 140m, số 4 đường 120m và số 5 đường 100m, Gateo 4.6. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay cũng bằng carbon pha luôn. Quay khá là êm. Chế độ 2 chiều nè. Rồi qua chế độ 1 chiều. Bộ bình sóng nha. Rồi con máy này mã số 1285. 1285 này giá 150.000. Đó, 1285 giá 150.000. Ngoại hình nói chung khá là ok. Rồi tên máy 1286. 1286 này là một con Merafit Hin Fitter 2000, size 2000 nha, made in Korea. Con này thì nó bị mất cái con ốc dặn rồi, thì em lấy con ốc gắn vô nha. Ốc khác gắn vô, ốc bị lai nha. Hãng có hãng Alpha Tắc Lê nè. Đó, size 2000. Con này nếu mà còn ốc á, còn ốc dặn đầy đủ thì giá con này là 208. Thì bị mất con ốc rồi. Anh em về tự tìm hoặc là để về chơi cũng được, không sao nha. Em bán cho cô chú chị 200 thôi. Con này rất đẹp luôn. Cước 2 đường 185m, số 3 đường 100, số 3 đường 120m, số 4 đường 90m nha. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại. Quay rất êm. Gạt cước ngon lành luôn. Chế độ 2 chiều. Rồi qua chế độ 1 chiều. Đó, con này có hệ thống ABS luôn nè. Quay là dịnh lên liền. Con này có hệ thống ABS luôn nè. Rồi chưa? Đúng rồi, có hệ thống ABS luôn nè. Quá dữ. Rồi con máy này mã số của nó 1286 giá 200.000. Rồi tới máy 1287. 1287 này là con Rinker, hãng của hãng Olympic nè. Ở Rinker KX900, size con này size 3,5-4000 nha. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Quay rất là êm. Quay rất êm nha. Chế độ 2 chiều. Rồi qua chế độ 1 chiều. Bobin sóng. Đó, con này Gateo 5.4. Cước số 4 với đường 150m. Đó, con này size tương đương 4000 nè. Số 5 như được 125m, 120m chứ, made in Korea. Quay khá là êm nha, mô bình sống. Gạt cước ngon lành luôn. Đó, tất cả máy đều gạt cước ngon lành hết nha. Đó, em thì nói chung là em kiểm tra rồi mới bán nha. Rồi 1287 giá 180.000. 1287. 1288. 1288 này một con Binfacon nè. Một bạc đạn, con sử dụng con này hãng của hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Size con này size 5000 nha. Pin ra con 5000 nè, cước số 4 đường 190m, 5 như đường 150m, 6 đường 125m. Thân nồi bằng nhựa, tay quay cũng bằng nhựa luôn nha. Thân nồi tay quay bằng nhựa. Size 5000, quay nói chung còn khá là ok. Đó, dành cho anh em mới tập câu nè, tiền nào của đó. Đó. Vô lăng nói chung còn khá ok nè, gạt cước ngon lành luôn. Quay rất êm. Chế độ 2 chiều. Rồi qua chế độ 1 chiều nha. Rồi con máy này mã số của nó 1288 giá 150.000, size 5000, 1288. Thân nội ta quay bằng nhựa nha. 1289. 1289 là con Shimano Minjet 600, size này size 4000. Made in Japan, thân nồi tay quay kim loại. Quay rất là êm.
quay rất êm, chế độ 2 chiều. Rồi qua chế độ 1 chiều nha. Mô bin sóng. Cước hơi gối. Gạt cước ngon lành luôn. Thông số cước luôn. Con này ra cước số 3 được 270m, 4 được 220m. 5 vô được 170m nha. Đó, quay khá là êm. Rồi con máy mã số 1289 giá 320.000. 1289 giá 320.000 nha. Vô lăng sáng đẹp. Đó, 1289. 1290. 1290 này con Daiwa Silverline 2000, sáng này size 5000, made in Japan nha. Đó, quay rất là êm. Có con này thì cái tay quay ở đây nó hơi bị mất cái nắp nè. Nó quay ở đây hơi nặng. Hơi nặng nha, nhưng mà quay vẫn được, không ảnh hưởng gì hết nha, mà quay rất êm. Con này trơn tru lắm nè. Con này bao cả cá trâu luôn, chế độ 2 chiều. Đó, rồi thông số cước luôn. Cước 5 được 285m, 6 được 230m, 7 được 190m nha. Đó, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành luôn. Rồi con mã này 1290 giá 300.000. Đó, 1290 này em bán cho cô chú anh chị giá 300 nha. Rồi tên máy 1291. 1291 này con Ryobi Roll Sky, Roll Sky 77 nha, size này size 7000 á, 78000 bự lắm. Con này một tay quay bên phải, không đổi tay được. Tay quay cố định một bên phải thôi. Nhưng mà cảo rất là lực. Con này thì anh em nào câu thì biết rồi. Đó, anh em nào mà thuận tay phải đánh con này ngon. Con này cảo rất lực. Vô lăng này, cái cộng cước này nó có trợ lực luôn nè. Đó, trợ lực cộng cước nè. Gạt cước ngon lành luôn. Mô bin sóng. Made in Japan nha. Quay khá là ok, rất êm. Chế độ 2 chiều. Đó. Rồi qua chế độ 1 chiều nha. Mô bin sóng. Con này thông số cước nè. Đó, cước số số 5 vô được 370m, số 6 được 310m, số 7 vô được 270m nha. Đó. Rồi con này mã số của nó là 1291 giá 400.000. Ngoại hình nói chung là có chày, 1291 giá 400. Con này khủng lắm nha. Khủng bố bà ba luôn, cái cốt của nó nè. Đó, em nhìn cái cốt của nó nè, dữ dằn chưa? To hơn con đại cái nữa. Cốt bước bự. Rồi con này mã là 1291 giá 400. 1292. 1292 là con Daiwa Silverline 4000. Size con này tương đương tầm khoảng 9000, rất là to, made in Japan nha. Ở con này anh em về sơn rồi nè. Lấy cái nồi ra. Toàn bộ đem em sơn lại, muốn sơn màu vàng, màu vàng đồng hay màu bạc vậy sơn lại ok luôn. Quay rất là êm. Tay quay thì nó hơi xấu nè. Đó, anh em về xả hết sơn lại luôn. Gạt cước ngon lành luôn. Cốt trợ lực luôn. Đó, có ron và con trắng trong đây nha. Cốt trợ lực luôn nè, quá dữ. Rất là to. Mô bin sóng, gạt cước ngon lành. Ở đây thì nó hơi bị lỗi nhẹ nè. Ở đây nó hơi bị ăn mòn muối nè. Anh em thấy không? Đó, ăn mòn muối nè. Vô lăng thì nói chung không có bị khuyết nha. Vô lăng chạy dây không khuyết, mà kế bên vô lăng bằng cái gọng sắt này nè, hơi bị mòn. Đó, anh em về cứ xả mịn lại hết. Xả mịn lại hết là ok, đánh vô tư luôn. Gạt cước ngon lành luôn. Cước 8 được 255m, 10 được 205m và 12 được 175m. Đó, mã số 1299. Đúng không? Ê, 1292 chứ. 1292. 1292 này em bán cho cô chú anh chị giá 350.000. 1292 nha. Và tên máy 1293. 1293 này con Daiwa Winter ST 3000, size nó size 7000. Ở cước số 4 được 200m, 5 sai rồi. Đâu? Nè đây nè. Số 5 được 310m, 6 được 250m, 7 được 210m, 8 được 100
80m. Đó, made in Japan. Thân nồi ta quay bằng kim loại, con ta quay hơi bị xấu nè. Quay khá êm nha. Quay khá là êm, chế độ 2 chiều. Và quay chế độ 1 chiều nha. Mô bin sống. Đó, mô bin sống nè. Gạt cước ngon lành luôn. Quay hình nói chung còn có chày. Quay rất là êm. Tay quay đã xấu nha, tay quay xấu. Rồi con máy này mã số 1293 giá 500.000. 1293 giá 500 nha. Con này tao quay đẹp nữa, giá tầm khoảng 7 xị. Tao quay nó hơi xấu. 1294. 1294 này là một con Suta EF L70 size 7000, made in Korea. Thân nồi carbon tao quay bằng kim loại. Con này quay hơi nặng, anh em về vô dầu vô mỡ giúp em nha. Quay nói chung còn khá là ok á, giá mềm luôn. Đó, quay khá êm. Quay hơi nặng nha. Vô lăng nói chung khá ok nè, gạt cước ngon lành luôn. Thông số cước thì Gateo 4.0. Cước số 6 giờ được 169m, 8 giờ được 123m, 10 giờ được 97m, 12 được 87m nha. Rồi mã số con này là 1294 giá 220.000. 1294. 1295. 1295 này là con Shimano Titanos đó GT. Đó, sau này sử dụng 3 bạc đạn, con này size tương đương nó size 3.5. Nó ghi 3.000 nó size tương đương 3.5. Nói chung mà size 3.000 3.5 á, cũng không trên nhau nhiều đâu. Quá quay rất là êm, thân nồi carbon tay quay kim loại. Chế độ 2 chiều nè. Đó, quay rất là êm. Made in Korea nha. Mô bin sống, gạt cước ngon lành luôn. Vô lăng sáng đẹp. Cước ba được 260m, 4 đường 175m, 5 đường 145m nha. Đó, thân nồi carbon tay quay kim loại, quay hình chày nha, có chày, giá mềm. Đó, đôi chuột, mọi chức năng còn rất là ok. Rồi con này là 1295 giá 200.000. 1295 giá 200. Rồi tới máy 1296. 1296 này một con Ryobi DX. Đó, con này không thấy sai nè. Con này size tương đương tầm khoảng 8.000. Quay rất là êm. Thân nồi kim loại, ta quay kim loại. Quay người quay hình rất xấu nha, quay hình xấu te tua. Thì cái máy này giá nó rất là mềm. Đó, vô lăng bằng đá sứ luôn. Anh em nào mà không chú trọng quay hình, thích câu cảo cá ngon, máy hoạt động ngon lành hết mà quay hình nó không thích á, thì ok lấy máy này. Đó, máy này nó chi qua quay hình nó rất là xấu. Đó, nồi đây nói chung là cái chỗ kêu đây nó có nè. Anh em lấy thì em sẽ vô dầu miếng dầu đây cho nó đá được, em sẽ kêu tạch nha. Thì bây giờ nó hơi rít dầu thì quay nó không có kêu. Thì anh em vô em sẽ vô miếng dầu đây sẽ đá được cái lò xo này nè. Nó sẽ kêu tạch liền. Đó, giá em bán là con này là 280.000. Đó, dành cho anh em nào thích, không quan trọng hình thức, chỉ quan trọng bộ nhông. Đó, máy này ok. Giá mềm. Chế độ 2 chiều luôn. Quay rất là êm, chế độ 1 chiều. Đó, rồi, thông số cước thì không thấy luôn. Đó, con này ghi DX 5500, sao này tương đương 8000. Đó, mã số con này là 1296 giá 280.000. Đó, 1296 giá 280.000. Rồi, anh em nào lấy con số máy cứ alo trực tiếp cho em. Đó, alo trực tiếp cho em nha, để được chốt đơn nhanh nhất. Dạ rồi, em cảm ơn tất cả cô chú anh chị.